Tôi về là tôi rộng cho lắm, tôi biết sáng giờ là đang ở bên Florida rất là buồn ngủ, bởi vì nó cách nhau tới để coi 6 tiếng đồng hồ ha. Hôm trước tôi ở Đức 5 giờ sáng, ở Đức là nó là 11 giờ đêm ở đây bên Florida. Bây giờ tôi đang ở Florida có nghĩa là tôi đang gọi là cải lại tạo hóa càn khôn để mà lật ngược lại cái đồng hồ sinh học của mình ấy. Ráng mà gồng không thương nhau ghê gớm, mà không hy sinh cho nhau nhiều đến thế. Rồi tiếp theo là bài kinh, bài kinh gì tiếp theo là bài kinh, ok. Ok. Đây. Ở đây mình phải nói, mình biết mình nên nói sao. Không biết là do cái máy hay là do cái cách mà post bài của MC. Đó mình đang mất rồi, bây giờ siêu siêu nói được. Dạ, các vị có nghe rõ không? Các vị có còn nghe không? Ồ, thì ra nếu mà sư bấm đây là sư phải phải hô này, còn nếu mà sư bấm ngay cho cái chỗ Ok. lóc này thì sư cũng phải được. Dạ rồi, cảm ơn. Quá sang. Kính thưa bà con mình ấy, là có một cái trong thời Đức Phật có một cái nhóm thương 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 gia, có một nhóm thương gia 700 người, có nhóm à, 7 dạ rồi, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Dạ, 700 người thương buôn. Dạ, rồi đi trên biển, rồi bị chìm tàu. Rồi trong đó ai cũng sợ hãi hết, riêng một người thiện nam á, thì bình tĩnh, ngồi lại, nhớ lại cái giới hạnh mà mình đã thọ trì và cái công đức cứu thế mà mình đã thực hiện trước khi mình xuống tàu đi biển đó. Thì vị đó mới ngồi nhớ lại cái đó, cho nên được cái sự bình tĩnh. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm, là có một cái câu có một cái câu danh ngôn thế này là cầu nguyện không phải để thoát nạn mà là nhằm có sự bình tĩnh trong lúc lâm nạn. Biết các vị có nghe kỹ không? Mình cầu nguyện không phải để thoát nạn mà là nhằm có sự bình tĩnh trong lúc mà lâm nạn, cái là cái quan trọng nhất nha, quan trọng nhất. Thì cái ông thiện nam này ông cũng làm theo cái câu này, có nghĩa là mình không có hy vọng là mình thoát rồi, mà nếu bây giờ mình không hy vọng thoát thì bây giờ mình chọn cái nào? Nếu phải chọn thì mình chọn cái chết trong bình tĩnh hay là cái chết trong sợ hãi? Đây là một cái vấn đề quý vị phải ghi nhớ nha. Bởi vì mình không có rõ là mai này mình sẽ gặp cái bất trắc gì mình không có biết. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất đó là nếu phải chọn, nếu phải chọn một cái chết trong sợ hãi, một cái chết trong bình tĩnh đó, thì xin lỗi với mỗi người thông minh tối thiểu có lẽ họ cũng phải chọn cái chết trong bình tĩnh đó. Bởi vì sao? Là vì một, mình nếu mình giả sử 100% không đường thoát đó, thì mình cũng ra đi trong sự thanh thản. Còn nếu mà nó còn 0,1% đường thoát đó, thì cái con đường thoát đó nó chỉ dành cho cái kẻ nào bình tĩnh thôi, thưa quý vị. Như các vị nhớ trên máy bay đó, thì mỗi lần lên máy bay họ hay hướng dẫn những cái cách mà sử dụng phao cứu hộ rồi cái cửa thoát hiểm vân vân. Thì lúc tôi cũng cười thầm trong bụng, tôi nghĩ trời đất ơi, đó bây giờ có bao nhiêu vụ tai nạn máy bay mà người ta có cơ hội sử dụng đến những cái kiến thức mà thoát hiểm đó. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là những cái đó nó vô ích.
Bởi vì nó có những cái trường hợp mà người ta thoát chết trong tơ tóc mà nhờ ở đâu mà có cái đó, thì ở đây mình không phủ nhận yếu tố may rủi, yếu tố may mắn nha. Nhưng mà nó có một cái chuyện nữa, đó là cái kẻ nào càng bình tĩnh thì cơ hội sống sót nó sẽ cao hơn nhiều ghê lắm nha. Cho nên ở đây tôi giống như tôi nói lạc đề, bởi vì thế nó cần thiết, có những trường hợp nó lạc đề mà nó cần thiết thì tại sao mình không chịu lạc. Mình có điều là nhớ đừng có lạc lâu quá thì thôi. Thì cái ông thiện nam này nè, ông mới ngồi yên lại, ông bình tĩnh, ông ngồi ông niệm tưởng cái giới hạnh và cái hạnh cái công đức bố thí của ông. Lúc đó 700 người kia mới hỏi ông làm sao mà ông được như vậy, thì ông nói thiệt, ông nói tôi giờ hết đường rồi, thì thôi giờ tôi đi nghe pháp thì tôi có nghe dạy vậy đó, nó là cầu nguyện không phải để thoát nạn mà để được bình tĩnh. Và nếu phải chọn một trong hai cái chết thì cái chết bình tĩnh thì ngon hơn là cái chết mà hốt hoảng hoảng loạn. Thì mấy người kia họ nghe được quá, họ nói bây giờ chúng tôi muốn được thọ cái thọ cái năm giới mà ông đã thọ được hay không. Ông nói ok không có gì hết, nhưng mà để có được cái sự tôn nghiêm thì cho quý vị thấy rằng giới lực nó không phải là dễ có, mà trong cái bối cảnh mà thập tử nhất sinh này chuông treo chỉ mình như thế này thì làm sao mình để mà cho các vị thấy cái sự tôn nghiêm của một lần thọ giới. Thì chỉ có một cách thôi, mình muốn thọ giới mà bằng một cái niềm tin thì ra mình có thấy trong đó có sự tôn nghiêm. Mà muốn có sự tôn nghiêm vậy bây giờ tôi không còn cách nào hết, mình đi mình không có nhang đèn hoa quả gì hết, bây giờ làm sao bây giờ? Ông nói thôi bây giờ để bày tỏ cái tấm lòng đó thì tôi chỉ chia cái nhóm 700 người này, cả chiếc tàu 700 người này nè, chia thành 7 nhóm, một nhóm vậy là 100 người nha. Tôi mới truyền năm giới cho nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Thì họ đồng ý. Mà lúc đó, con tàu nó đang sắp chìm rồi. Mà thì năm giới nó ngắn lắm. Đệ tử nguyện tránh trọn đời không sát sinh, đệ tử phát nguyện trọn đời không trộm cắp, đệ tử phát nguyện trọn đời không không tà dâm, con nói dối cũng đủ đủ rồi. Thì cứ hết nhóm 1 tới nhóm 2 cũng y chang như vậy, tổng cả là 7 nhóm. Thì cái nhóm thứ 7 nó vừa đọc xong nó đệ tử nguyện suốt đời không uống chất say chất kích thích, thì vừa đọc xong thì tạo dịp cả 700 người đều được sinh thiên. Ở đây mình cũng phải nói thêm là 700 người này không phải là tay mơ nha, đều là những người có công đức đời trước, chứ không phải chỉ nhờ cái công đức mà thọ giới ngay tại chỗ mà được như vậy đâu nha, phải nhớ dùm cái đó. Thứ hai nữa, thứ nhất là đã có phước cũ đời trước, thứ hai nữa phải nói thêm là cái sự nhất tâm của họ mà trong cái giây phút mà coi như là thập tử nhất sinh đó nó rất là mạnh, phải nói như vậy, nó mạnh lắm, cái nhất là mạnh, là cái mạnh đó nó mới trở thành một cái nguồn tâm lực phước lực đủ để dẫn dẫn sanh về cái cõi cao. Đấy. Còn mình cái kiểu tu hành cái tà lơ phất phơ ầu ơ ví dầu kiểu mà xìu xìu ảnh ảnh có cho vui, thì tôi với kiểu đó đó thì làm sao mà cái công đức đâu mà nó bì được phải hạ nha. Cho nên phải nói thêm là công đức quá khứ, mà tại sao tôi dám nói công đức quá khứ, bởi vì mấy bài kinh sau mà các vị thấy họ xuống mà họ hỏi đạo, các vị có thể tái mặt, họ hỏi nhiều câu phải nói là rõ ràng có căn cơ, có gọi là có bản lĩnh, những người có nội hàm, những người có cái tầm nhìn, chứ không phải là có là tay mơ mà như trong cái râm của mình mà trời đất hỏi nó mang như mình bây giờ mà gặp Phật uổng rồi, phải nói uổng. Nhiều lúc tôi nghĩ rồi bây giờ người ta biết đạo nhiều quá ước gì có chư Phật ra đời, nhưng mà tôi nghĩ là không phải, nó nhiều toàn là thứ sạc bằng hổ lốn không, chứ còn nhiều cái kiểu mà như ngày sau lại phất thì một đường liên anh ca diếp thì thời nam có. Cho nên Đức Phật ra đời chỉ thêm một dáng đứng cô đơn trong cõi mù sương nhiêu quạnh thôi, thì ra làm chi đấy. Ra là phải ra có tri kỷ tri âm. Thì mấy ông này cũng vậy, ông ấy không phải là cái tay mơ tầm thường đâu nha, rất là đáng. Cái sự có mặt ông vào thời điểm đó rất là đúng, thời đó Đức Phật cầu đại thế. Thì đại khái đó là 700 vị này đi đâu cũng đi có đo cũng đi có chung nhóm chung chung hội chung thiền với nhau, và một ngày kia họ kéo nhau xuống họ hỏi đạo nè, thì họ mới nhớ lại cái duyên xưa, nhớ lại cái duyên xưa vì đâu mà mình được sanh về đây đấy. Thì mỗi người mới đứng trước mặt Thế Tôn mà đọc một cái bài kệ nói lên cái niềm tâm đắc của mình nè. Thì đó các vị tự coi, chứ bây giờ các vị bắt mà tôi tuổi già sức yếu mà đọc từng câu thì chết rồi nha. Tôi nói thưa với bà con đó, tôi mê mấy cái bài kinh sao ghê lắm, nhưng mà nó khổ chỗ là bây giờ khuya lắm là tôi chỉ giảng hết bài kinh này thôi, tôi không nói nữa nha. Miễn sao là mình vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn có nhau trong đời là vui lắm rồi. Ok, thì các bài kệ này nó có một cái điểm là nó giống nhau y chang ba câu đầu mà nó chỉ khác có câu thứ tư thôi. Thì ba câu đầu là cái gì? Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tốt hơn không xấu.
thì ở đây nó trong chú giải nó mới nói cái chữ mà diệu pháp ở đây là gì. Mấy ông này mà không biết, có biết gì đâu mà diệu pháp. Cái chữ diệu pháp của mấy ông là gì, là trong chú giải nói cái diệu pháp mà mấy ông nói trước mặt Thế Tôn nó chỉ diệu pháp. Ở đây ám chỉ cho năm đấy, cái chữ diệu pháp đây là vậy đó, cái chữ diệu pháp ở đây là ám chỉ cho năm giới thôi, chứ không phải diệu pháp mà hiểu cái nghĩa mà cái ghê như mình biết ở một ở những cái chỗ khác kinh điển, trong kinh điển đâu nha. Là mấy ổng nhắc là cái duyên xưa mà ổng nói là mai là gặp được cái ông thiện nam đó, cái ý đó đó, mai này gặp được ổng, mai là được ở gần ổng, gặp ổng đó, thì nhờ vậy đó, nhờ vậy đó mà hôm nay nó mới là được sinh thiên, chứ không thì tiêu tùng cả đám rồi. À, cái ý của bài kệ này là như vậy đó, cái ý bài kệ này là như vậy. Bài kệ này theo ông chú giải thì cũng không có gì ghê gớm hết, cái ý thì vì nó rất là mềm thôi. Tức là trước mặt Thế Tôn họ mới thưa mỗi người một bài kệ, nhưng mà Thế Tôn là con thấy cái chuyện mà gần gũi với người hiền trí thì là có lợi nha, thì họ mới đọc. Có một điều là Đức Thế Tôn thấy rõ là mỗi người như vậy đó đọc một bài kệ mà cái ý của họ nó thì rất là nghèo, rất là cạn, không có sâu. Có nghĩa là sao, có nghĩa là gần người lành để rồi cái mình được đời mình được tốt hơn, vui hơn, vui ở ngay thân nhân loại, hoặc là vui khi mà được sanh về trời, họ chỉ nói đồng giọng như vậy. Rồi có ông còn tệ nữa, nên là nhờ giữ được năm giới thì sanh ra được sung sướng, có đã không. Cuối cùng rồi thì Đức Phật ngài mới đúc kết lại, ngài nói đúng rồi, gần như với người lành là tốt, gặp gỡ người lành là tốt, học hỏi với người lành là tốt lắm, hay lắm. Có một điều là không phải mà chỉ để nhắm đến cái mục đích mà mấy ông nghĩ tới đâu, mấy ông nghĩ nó ở gần người lành để được vui, để được sanh thiên, để được sung sướng, không phải. Cái đó là nó nghèo lắm. Mà cái rốt ráo nhất ở đây đó là thân với người lành ở đây đó là sao, thân với người lành ở đây đó là phải phải có nghĩa là lắng nghe người lành nói cái con đường giải thoát, rồi thực hành như là cái người bạn lành mà họ đã dạy mình. Đã. Rồi chưa hết, cái chuyện lắng nghe và thực hành đó nó không phải nhắm đến cái chuyện mà sanh thiên rồi hưởng lạc nghèo nàn mà tiến cận như vậy đâu, mà cái sự thân cận người lành đến đây đó là không có nên sống theo cái kiểu mà cái muỗng mà nó nằm trong nồi canh. Có nghĩa là mình ở gần người lành mà mình không có thưởng thức, không có biết khai thác triệt để, không có biết tận dụng những giây phút học hỏi, đừng có làm như là cái muỗng nằm trong nồi canh không biết gì hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lắng nghe diệu pháp ở đây là có phải là có thể phải là học hỏi về con đường giải thoát chứ không phải đơn giản là năm giới. Và điều cuối cùng, cái cứu cánh của cái chuyện thân cận hiền trí đó, thân cận gần gũi người lành đó đó, thì cứu cánh cao nhất của nó là phải là sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ còn mà cái chuyện mà gần gũi người lành mà chỉ để được an lạc sung sướng trong cái cõi nhân thiên thì cái đó nó đã có từ hằng hà xa số kiếp về trước lâu lắm rồi thưa quý vị. Nó lâu là sao, trong kinh nói rằng cái số nước mắt mà mình đổ ra trong vòng luân hồi đó vì sanh ly tử biệt đó, ấy, hoặc là vì những cái đau đớn như bản thân thì nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Nước mắt đó, sữa mẹ mà mình bú trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển, bởi vì nước trong bốn biển nó còn có cái ranh, nó còn có cái giới hạn. Bởi vì bây giờ nói theo toán học hiện đại, chúng ta chỉ cần tính cái diện tích, tính cái chiều sâu của biển thì chúng ta có thể tính ra được cái dung lượng của biển, người ta còn tính ra được cả cái kilo, cái trọng lượng của cái đất này đó mà. Cho nên nước trong bốn biển thấy vậy cái mà mình còn tính được cái dung lượng, cái dung tích của nó. Nhưng cái vòng luân hồi thì phải nói là tiền tiền vô thủy mà hậu hậu vô chung, nhìn về phía trước là mù mịt không thấy ngừng nguồn, mà nhìn về tương lai mịt mịt mù mù không thấy ngọn, nhìn nguồn nhìn ngọn nhìn mắt. Cái đó cái vòng luân hồi nó dài như vậy thì bốn biển là cái gì, nó là cái gì hết. Số cát trong sa mạc Sahara thì nhiều thiệt, nhưng mà ít nhất sa mạc Sahara nó cũng có cái diện tích là 9 triệu km vuông. À, sa mạc Gobi ở Mông Cổ thì 3 triệu km vuông, nó phải có cái diện tích rõ ràng, nó có giới hạn. Thì mình cứ nhẩm ra là thí dụ trong một một cm vuông nó có bao nhiêu hạt cát,
từ đó là một bài toán nhân nữa ra, con số lớn lắm rồi nha, vết ra nó cũng còn có giới hạn, nhưng mà cái dòng luân hồi của mình thì thâm thẳm không có giới hạn. Cho nên ấy, là cái trong cái dòng luân hồi mình đã biết bao nhiêu lần mình làm ác làm thiện rồi thì sao, sung sướng cho lắm thì sao, cũng mắm với dưa, mà sung sướng vừa vừa cũng dưa với mắm. Mình đã khổ đã biết bao nhiêu kiếp, mình đã an lạc bao nhiêu kiếp, mà nếu không nhắm đến cứu cánh giải thoát thì cái cuộc luân hồi nó cứ tiếp tục trùng phục, tái diễn, tái hiện liên tục đời này sang kiếp khác với tất cả những nỗi khổ niềm đau. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây chính là phải kết thúc nó, và cái sự gần gũi người làm nó không chỉ đơn giản là gặp mặt nhau cười hề hề trà dư tửu hậu, mà sự gặp gỡ đây là sự lắng nghe nhau và sự hành trì thực hiện những điều mà mình nghe được, học hỏi được từ người hiền trí. Tôi hôm đó tôi có thưa bà con một chuyện rất là quan trọng, đó là cái kiến thức Phật pháp ở mình đó, nó phải ở cái mức độ mà nó tác động trực tiếp và tích cực lên trên cái đời sống nội tâm của mình, thì cái đó mới là học, vậy là mới là học đúng. Còn mình học cho đã, mà cái học của mình, cái biết của mình, cái nhớ của mình, cái hiểu của mình nó không có được một cái tác động tích cực lên trên cái đời sống tâm linh của mình thì thử hỏi cái học của đó nó có được bao nhiêu tác dụng, có được bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên giàu chỉ học được một ít thôi mà cuộc đời mình nó trở nên vui hơn, tốt hơn, mình trở nên bình thản hơn, tự tại vô ngại hơn, mình có lòng yêu thương chúng sinh hơn. Chứ còn mà tôi biết cái mình thiếu duyên, gọi là không có được gần minh sư thiện hữu, mình dễ bị cái này. Một là tự học thì học cũng nhiều, học dốt. Một là không chịu học, thứ hai có học được cũng học dốt. Thứ ba, nếu mà có học nhiều, cái học đó nó không có đủ để cho mình trở nên dễ thương hơn. Có người học cho nhiều chứ để trở thành một người uyên bác thôi, có người học nhiều thì họ thêm một cái, nó là cái họ thêm một cái hạnh nhẫn, có người thì họ học nhiều để họ để thêm cái hạnh vị tha. Có nhiều người thì họ nhẫn rất là hay nhưng mà lòng thương người thì hay thiếu. Rồi có người học cho đã, học đạo cho đã thì trở nên một con người tốt bụng vị tha, độ lượng bao dung, nhưng mà về cái mặt mà tinh tấn thiền định, vấn đề mà tâm linh ấy, thì họ lại rất là thờ ơ, rất là trễ nải. Cho nên một cái cuộc tu vuông tròn có nghĩa là có này có nọ, có ta có người thì mới gọi là cuộc tu vuông tròn này. Thì ở đây cũng vậy đó. Ở đây khi mà mình có điều kiện gần gũi bạn lành minh sư thiện hữu thì làm sao mà mình có thể bỏ kịp thời tranh thủ khai thác triệt để có thể bỏ túi được những cái hành trang cần thiết cho cái cuộc đi trước mắt. Và điều thứ hai đó chính là làm sao mà những cái mình học được từ thiện trí đó, nó phải có khả năng, nó xoay chuyển, nó có tác động tích cực lên trên đời sống của mình. Tôi nhắc lại 1 triệu lần tôi vẫn nhắc, học hỏi như vậy đó mới là nên. Và điều nữa, chúng ta không phải là những con chuột bạch cho những vị thầy tăng ni cư sĩ nói chung bắt mình làm cái con chuột thí nghiệm đó, thì cái đó không nên. Thí nghiệm là sao? Tức là họ nghĩ cái gì, họ hiểu cái gì, họ nhớ cái gì, họ thích cái gì, họ sắp cái ra, họ nhát vô trong đầu bắt mình học, bắt mình ghi nhớ, bắt mình hành trì. Tôi nói rồi, mình ăn mình còn sợ ăn nhầm cái này nhầm cái kia, nó làm cho mình bị cao máu, bị dư mỡ dư đường, mình cẩn thận bởi vì mình sẽ chết. Đối với cái cơ thể vật chất mà còn như vậy thì tại sao mà ở cái đời sống tinh thần mình lại thiếu đi cái sự cẩn thận này? Đây là một cái câu mà quý vị phải tự hỏi mình. Và nếu cái vị nào là phụ nữ lấy son mà vẽ lên trên cái tấm gương trong nhà tắm để mỗi sáng để mình rửa cái mặt của mình, nên nhớ đọc cái câu đó là tại sao ta ăn kỹ mà tại sao cái đầu của mình học đạo học ẩu vậy, ai nói sao nghe vậy, ai nói bậy cũng nghe. Còn nếu là đàn ông á, lấy thì tôi kêu quý vị xăm lên người thì nó kỳ, chứ thật ra xăm được cũng nên xăm, nên xăm cái câu đó. Tại sao ăn kỹ mà học đạo không chịu kỹ? Tại sao đối với đời sống vật chất, đời sống sinh lý, tấm thân sinh lý thì mình lại có sự e dè cẩn trọng, mà đối với cái đời sống tinh thần mình lại bất cẩn đến vậy? Rất là dễ dàng, rất là nhẹ dạ, rất là cả tin để mình có thể chấp nhận những cái điều mà tào lao thiên tướng của người khác họ ban cho mình. Là sao? Kiếp trước mình là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, hay là mình đang chuẩn bị hành trang để mà mốt làm con chuột bạch? Trong kinh Kalama nó, Đức Phật nói là chớ vội tin những gì mà được truyền thuyết ghi lại, chớ vội tin những gì mà nó đã được bảo chứng từ một cái nguồn nào đó trong tôn giáo hay ngoài xã hội. Sư phụ nói như vậy, sách vở lưu truyền như vậy, tổ tiên đời xưa đã từng nói như vậy.
nó gọi là bảo chứng, nghe có bảo chứng thì không được, nghe không có được. Bởi vì ở trên đời này phải nói là mọi thứ nó luôn luôn ở trong một tình trạng thay đổi, có những nguyên nguyên lý, có những cái công thức, có những cái nguyên tắc mà nó đúng ở không gian thời gian này, nhưng mà ở một không gian thời gian khác phải xác lại. Tất cả giải pháp trên đời này nó đều mang cái ý nghĩa tạm thời, từ chính trị, văn hóa, tôn giáo đều như vậy, hãy cẩn thận cái đó. Có những người đến học đạo với Đức Phật ấy, thì ngài nói tới thân giác chi, nhưng mà ở một lúc khác có người đến hỏi đạo giải thoát, ngài nói bát chánh đạo. Có người học đạo giải thoát thì ngài nói đừng thu xuống lục căn. Có người học đạo giải thoát ngài chỉ nói đến hai pháp chỉ quán. Có người thì ngài nói đến tam học. Có người thì ngài chỉ nói một câu thôi, đó là nó sao thấy nó như vậy. Rồi có người ngài còn nói một câu còn nghe còn mới nghe còn nản nữa, thấy vậy mà không phải vậy, cứ về niệm mấy câu đó như một đứa con nít vậy đó. Cứ suốt ngày cứ làm cái gì, đi ăn đi uống đi vệ sinh đi hành thiền, cứ nhớ vào một câu thấy vậy mà không phải vậy, bao nhiêu nó đủ thành thánh rồi nha. Cho nên mình tuyệt đối không bao giờ lập ông chuột bạch cho bất cứ ai đấy, và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái hành trình trước mặt của mình. Ok, tôi rất là mệt, ít mà nó tới được tới chốt nha, còn hơn là học lông cho mình chẳng làm cái gì hết. Cho nên xin cảm ơn bà con và hẹn gặp nhau vào một mùa xuân mới của ngày mai. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ.